OK nhá xin kính chào thưa quý vị và các bạn cùng toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh Hai Audio nhá Và trong một ngày hôm nay thì em Hai sẽ giới giới thiệu đến cho tất cả anh em đây là có hai con đẩy này thôi. Hai à có ba con rồi các bác nhé. Đấy, ai nhanh tay thì được này, mà ai không nhanh tay thì sẽ là như thế nào nhỉ? Hết cho các bác nhé. Ở đây thì có các bác thì biết đã biết rồi đúng không? Anh em mình thì ố là ơi là tèn thì cái dòng này thì nói với các bác rằng là ối rồi ôi luôn, đúng. không MF thì quá là ối rồi ôi rồi một cái thương hiệu nó quá là đẳng cấp rồi các bác nhé à, Ok chưa Và con đấy này thì 1350W một kênh 8 ôm Nó phù hợp cho anh em đánh súp kép, đánh full đôi, đánh vô tư thoải mái các bác nhé và đối với một dòng sản phẩm như thế này các bác sẽ có một cái mức công suất rất cao và hoạt động ở một cái mức độ nó cực kỳ ổn định các bác nhé Đó. có nghĩa là công suất của nó rất cao rất tốt và nó hoạt động là cực kỳ ổn định nha mọi người về cái phần công suất thì em không phải suy nghĩ vấn đề về con này cái chất lượng nó rất là đỉnh cao rồi đúng không ạ và đối với con MOS này thì anh em mình hoàn toàn có thể đi sâu sự kiện các bác chơi những con sóc kép to. Đó, côn mà uh, nói chung là 1350W một kênh 8 ohm là các bác biết nó rất là khỏe rồi, đúng không ạ? Về cái phần máy của con này thì đây là chưa được lau chùi đâu các bác nhé Đang còn lau chùi mới qua qua xịt xịt thôi. Chứ chưa được lau chùi sạch đâu thì nó đang còn cực kỳ đẹp các bác ạ. Cực kỳ đẹp các bác nhé và em hai cũng nói với tất cả các anh rằng là đối với con này thì cái hàng của nó sẽ không có nhiều và hầu như về là hết các bác nhé Bởi vì các anh em sử dụng con này nó quá là nhiều Anh em sử dụng xem này, anh em chỉ cần nhìn cái gì ạ à, nhìn cái 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 công tắc nguồn của nó thôi các bác nhé nó kinh điển rồi các bác ạ nó quá kinh điển rồi dây nguồn công tắc nguồn của nó nó quá là đẹp này từ tụ đẹp lung linh các kiểu các thứ luôn ok chưa này các bác xem này hai cái quạt à, con này thì là chạy mạch cờ lát gì ạ à chạy mạch cờ lát tê đi các bác nhé chứ nó không phải là chạy mạch cờ lát hát đâu đó cờ lát tê đi nha mọi người được chưa tụ rất là to đúng không? À, tụ rất là to bởi vì là đối với những con tụ đối với những con đẩy volt cao à, à à đối với những con đẩy mà như thế nào các bác nhỉ? À nó có công suất lớn thì thường thường nó sẽ có những con tụ cái số vôn nó rất là cao. Đây ạ, 200 V là 200 V luôn các bác nhá. Rất là đẹp. Ok ạ. Đó, và thì đối với sản phẩm này thì em hai cũng nói với tất cả các bác rằng là em hai cũng chỉ có ba bốn con thôi em hai tập trung vào để em hai giới thiệu luôn cho anh em em hai không cần phải nói nhiều đâu các bác nhá nên là các bác có thể là nhận xét và mọi người có thể là nhìn kỹ và các bác có thể là chơi nhá Ok, đấy, video rất ngắn gọn dành cho tất cả các bác 1 mươi W một kênh 8 ôm Em hai bán mức giá là 7 triệu đồng trên một con Bác nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp đến cửa hàng bên em Và số lượng chỉ có, rất là có hạn, có ba con thôi các bác nhé đấy, Xin kính chào thầy quý vị và các bạn cùng toàn thể các bác nhá Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau Chúc tất cả các bác xem video vui vẻ nhá Mua hàng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại em hai để ở trên đầu bài nhá Xin kính chào và hẹn gặp lại ạ